Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc Chuyển Động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ mở đầu chương trình. Tiếp đó, trong mục Kết nối và Tinh hoa Tây Bắc sẽ chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự Phú Thọ ứng dụng thương mại điện tử nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và du lịch Trấn Yên Yên Bái, điểm đến của giá trị lịch sử văn hóa. Cuối chương trình sẽ là thông tin thời tiết các tỉnh trong khu vực. Trước hết là phần tin mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đã được huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La triển khai đồng bộ và hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn. Trong giai đoạn 2022-2024, huyện Thuận Châu đã triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cho các dân tộc có khó khăn đặc thù thuộc tiểu dự án 1, dự án 9, chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến giữa tháng 7 năm 2024, huyện đã tổ chức hỗ trợ giống vật nuôi cho 563 trên 646 hộ dân tộc La Ha như cá chấm cỏ giống, bê cái giống. Việc triển khai thực hiện tốt các dự án, tiểu dự án của chương trình đã góp phần nâng cao đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, các hộ dân tộc La Ha nói riêng, giúp các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Nhằm mang ánh sáng đến cho vùng nông thôn, tỉnh đoàn Điện Biên đã thực hiện được 34 công trình thắp sáng đường quê trên địa bàn tỉnh. Các cấp bộ đoàn tỉnh Điện Biên đã khảo sát, rà soát các thôn bản còn khó khăn cần xây dựng, lắp đặt tuyến đường điện thắp sáng, vận động đoàn viên thanh niên, các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng tham gia hỗ trợ kinh phí xây dựng lắp đặt. Đến nay, tỉnh đoàn đã thực hiện được 34 công trình thắp sáng đường quê với chiều dài gần 60 km, tổng trị giá trên 1,7 tỷ đồng. Công trình hoàn thành đều đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, được chính quyền địa phương quản lý, thực hiện việc bảo trì, sửa chữa theo định kỳ. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên cấp xã đã đảm nhận công tác giữ gìn vệ sinh trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường điện thắp sáng theo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Từ đầu năm tới nay, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu đã tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới để phục vụ tốt nhất nhu cầu kiểm định của người dân doanh nghiệp. Theo đó, Sở đã chỉ đạo trung tâm đăng kiểm bố trí lực lượng phân luồng giao thông tại khu vực đăng kiểm, không để tình trạng ùn tắc, mất trật tự giao thông cục bộ. 6 tháng đầu năm đã tiến hành kiểm định 11.273 lượt phương tiện, cấp giấy chứng nhận cho 8.821 lượt phương tiện, kiểm tra nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận cho 34 lượt phương tiện xe cơ giới cải tạo, kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho 40 lượt xe máy chuyên dùng. Toàn tỉnh đăng ký mới 464 xe mô tô, 9.814 xe mô tô, nâng tổng số phương tiện đang quản lý là 13.435 ô tô, 223.470 mô tô. Thưa quý vị và các bạn, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hiện có 170 hectare lê VH6. Chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn đang tập trung hướng dẫn nông dân kiến thiết các vườn lê đúng cách, làm cho chất lượng quả được tăng lên và phát triển kinh tế du lịch. Hiện xã mới có 3 hectare lê VH6 cho thu hoạch. Qua thực tế, vụ thu hoạch năm nay cho thấy giá bán khá ổn định, từ 30 đến 50 nghìn đồng 1 kg. Như vậy, mỗi hectare lê VH6 người dân bán quả thu về khoảng 150 triệu đồng. 170 hectare với 100 hộ dân đang canh tác lê VH6 hiện có, thì chỉ trong khoảng 3 năm nữa, nguồn thu từ cây lê sẽ tăng mạnh, là điều kiện để nông dân thoát nghèo bền vững. Dự kiến đến năm 2025, Hoàng Thu Phố sẽ ổn định khoảng 190 hectare lê VH6, tập trung vào chăm sóc, thiết kế vườn đúng tiêu chuẩn để nông dân vừa có nguồn thu từ thu hoạch quả, vừa có thu nhập từ việc đón khách du lịch trải nghiệm mùa hoa mùa quả trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã chủ động ứng dụng thương mại điện tử nhằm thay đổi phương thức điều hành, quy trình kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Hơn 2 năm trở lại đây, công ty trách nhiệm hữu hạn Myka Food đã ứng dụng bán hàng trên Shopee, các mạng xã hội như Facebook, Zalo. Kết hợp giữa kinh doanh truyền thống và thương mại điện tử đã giúp công ty tiết kiệm nhân lực và chi phí, mở rộng thị trường, nâng cao doanh số và lợi nhuận. Khi mà đưa các cái sản phẩm lên sàn thương mại điện tử thì khách hàng sẽ biết đến các sản phẩm của công ty sẽ nhiều hơn. Thứ hai nữa là một điều đặc biệt đó là chi phí. Đấy, khi mà đưa các cái mặt hàng này lên thì thứ nhất này, chi phí sẽ giảm đi cũng tương đối. Để thúc đẩy thương mại điện tử, thời gian qua các ngành chức năng của tỉnh đã hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các hợp tác xã đưa các sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.
áp dụng cái sàn thương mại điện tử vào kinh doanh thì chúng tôi thấy rất là hiệu quả. Sản phẩm và cái sàn của chúng tôi kinh doanh rất là tốt, để khách hàng không những trong tỉnh và còn ngoài tỉnh đã đến biết đến và đặt hàng chúng tôi qua sàn giao dịch thương mại điện tử rất nhiều, và giúp cho việc kinh doanh của chúng tôi tăng doanh thu rất cao. Trong thời gian tới thì để đẩy mạnh cái hoạt động này, chúng tôi xác định là Liên minh hợp tác xã tỉnh sẽ là nòng cốt trong công tác tập huấn, nâng cao cái năng lực để giúp các hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã có hoạt động hiệu quả và có sản phẩm hàng hóa để tiếp cận những nội dung này, triển khai quảng bá giới thiệu cái sản phẩm trên cái nền tảng mạng xã hội và trên cái nền tảng số, đồng thời là cũng tư vấn hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận được với chuyển đổi số, khai thác các nền tảng số để đưa vào cái quy trình quản lý chất lượng của sản phẩm. Với ưu điểm không giới hạn về không gian, thời gian, giảm chi phí trong giao dịch và dễ dàng tiếp cận khách hàng mọi lúc mọi nơi, việc ứng dụng thương mại điện tử đã giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các hợp tác xã dễ dàng tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, tăng doanh thu tốt hơn, giảm nhiều chi phí và từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, việc phát triển du lịch nói chung, đặc biệt là du lịch tìm hiểu giá trị lịch sử cách mạng, văn hóa, tham quan cảnh đẹp thiên nhiên nói riêng của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã phát huy được hiệu quả, lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Di tích nhà ông Trần Đình Khánh tọa lạc tại Làng Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Đây là một trong 4 điểm di tích nằm trong cụm di tích lịch sử quốc gia chiến khu Vần đã được công nhận là di tích lịch sử cách mạng quốc gia. Nơi đây năm xưa, Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Yên Bái được thành lập, trụ sở đầu tiên đặt tại nhà ông Trần Đình Khánh. Làm thế nào để khách có thể tìm hiểu được sâu sắc nhất về truyền thống lịch sử cũng như là truyền thống anh hùng cách mạng của nhân dân các dân tộc vùng chiến khu thì cũng bằng rất là nhiều cái phương pháp biên tập lại cái phần dẫn chương trình của mình để làm sao mà ngắn gọn, xúc tích và những cái dấu mốc lịch sử, đặc biệt là những cái dấu mốc lịch sử quan trọng thì mình phải nhấn mạnh để cho khách có thể lắng đọng lại về những cái lịch sử hào hùng của ông cha ta. Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã phối hợp với công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành khảo sát, xây dựng và ra mắt tour du lịch lịch sử theo dấu chân anh hùng với hành trình tới các di tích lịch sử văn hóa tại xã Việt Hồng và các di tích trên địa bàn thành phố Yên Bái như Chiến khu Vần, Đình Làng Dọc, Bến Âu Lâu, Bảo tàng tỉnh Yên Bái, thu hút nhiều du khách ở mọi lứa tuổi đến tham quan tìm hiểu. Thì chúng tôi cũng rất là vinh dự cho các cháu đến tham quan đến các cái khu di tích, đặc biệt là nhà của ông Trần Đình Khánh. Và qua đây thì các cháu học sinh cũng được tìm hiểu về những cái vẻ đẹp của quê hương, đặc biệt là cái truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc của quê hương mình. Và nữa các cháu sẽ về tuyên truyền với các bạn và yêu quý hơn nữa lịch sử dân tộc của mình. Cùng với phát huy giá trị lịch sử cách mạng trong hoạt động du lịch, thì Trấn Yên còn phát huy lợi thế về cảnh đẹp thiên nhiên, trong đó Đầm Vân Hội luôn là điểm đến nổi tiếng, hấp dẫn du khách gần xa bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm. Có một cái cảm giác thực sự là cái không khí và khung cảnh ở đây rất là tuyệt đẹp, và đặc biệt là được đi trên thuyền qua khu vực một số địa điểm của xã Vân Hội và đến với Đầm Sen thì tôi thấy là đây có một cái không gian và cũng là cái tiềm năng để phát triển du lịch rất là tốt. Với quan điểm phát triển du lịch bền vững nhưng phải độc đáo, huyện Trấn Yên đã hình thành và xây dựng tour du lịch mang giá trị lịch sử cách mạng, lịch sử văn hóa, đồng thời mời gọi du khách tới các điểm du lịch sinh thái khám phá cảnh đẹp thiên nhiên. Các cái xã mà có tiềm năng về du lịch như là Hồng Ca, Kiên Thành, Vân Hội, Việt Hồng và Hưng Khánh, các cái xã trong cái dịp trong những năm vừa qua thì các xã này cũng đã rất tích cực trong cái việc xây dựng những cái điểm du lịch, những cái mô hình du lịch để thu hút khách du lịch. Thì bước đầu thì chúng tôi cũng thấy rằng là đầu mùa du lịch cũng đã các cái điểm du lịch đã đạt được một số những cái hiệu quả nhất định. Tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có, thời gian tới huyện Trấn Yên tập trung đào tạo nguồn nhân lực, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, quảng bá du lịch qua website, mạng xã hội, các ấn phẩm du lịch, tham gia các hội chợ du lịch, tạo dựng hình ảnh du lịch Trấn Yên độc đáo, thu hút du khách.
Thông tin dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 15 ngày 16 tháng 7 năm 2024. Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Lai Châu có mây, đêm về sáng có thể có mưa, mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Điện Biên nhiều mây, đêm về sáng có thể có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Sơn La nhiều mây, đêm về sáng có thể có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Yên Bái nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Phú Thọ có mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tuyên Quang có mây vài nơi, có mưa, mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Hà Giang có mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.